Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Kidman K350 là một cây organ thích hợp với những bạn có đam mê âm nhạc, vừa trang bị nhiều tính năng đặc biệt cùng giá cả vô cùng hấp dẫn. Thì nay, showroom mình được đón chú khách hàng đã theo dõi kênh YouTube của Minh Phụng Music rất nhiều và rất thích thú với những mẫu organ của nhà Kidman, nên chú đã đến để trải nghiệm trực tiếp Man K350. Anh em hãy theo dõi video nhé. Đầu tiên, nhân viên sẽ lấy organ K350 ra và tiến hành mở thùng cho chú. Phụ kiện trong thùng đang lấy ra, các bạn có thể thấy gồm có giá để sắp sách hướng dẫn và nguồn. Toàn bộ cây K350 được bọc xốp ở hai bên đầu đàn để bảo vệ loa và ni lông phủ toàn bộ thân đàn để tránh ẩm ướt do thời tiết và bụi bẩn rơi vào phím. Đàn đã được tháo ra khỏi xốp. Đến lúc chú sẽ bóc siêu phím và thử đàn rồi. Bạn nhân viên đang hướng dẫn chú sử dụng K350 một cách chi tiết và đầy đủ nhất. Chú đang thử âm thanh toàn bộ phím trên đàn. Nhân viên bên mình đang tiến hành cài những điệu mới được Minh Phụng Music cập nhật cho chú. Và tiếp đến là chú sẽ thử các chức năng trên đàn. Sau khi trải nghiệm, chú cực kỳ hài lòng về sản phẩm organ K350 cũng như thái độ nhiệt tình của đội ngũ hướng dẫn. Nào, đến lúc khám phá những nâng cấp hoàn hảo trên cây organ này rồi anh em ơi. Đàn có 61 phím cảm ứng lực nhấn, màn hình LCD, thư viện âm thanh khổng lồ lên đến 657 tiếng, 128 polyphony cho bạn tự do sáng tạo các thể loại nhạc, cùng với tùy chọn 160 bài hát được cài sẵn, lưu trữ tối đa 10 bài hát từ người chơi, 240 điệu cài sẵn và 50 điệu cài thêm. K350 còn hỗ trợ nhiều tính năng cơ bản như là metronome đếm nhịp, flip chia bàn phím, bass khóa băng tiếng khi chơi, dance bow tăng giảm tông, big band giúp cho người chơi luyến lấy những bài nhạc dân ca, bolero và cả nhạc hoa. K350 còn được trang bị các cổng kết nối như là USB MIDI, headphone và jack cắm pedal. Kidman K350 ngoài mức giá thích hợp cho việc đi show, đồng thời phù hợp cho các bạn học nhạc lâu dài, thì chế độ bảo hành là điểm nhấn mà các bạn không nên bỏ lỡ nhé. Đàn sẽ bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Quà tặng với K350 cũng cực kỳ hấp dẫn dành cho bạn, đó chính là bao đàn, chân đàn và pedal. Bước đóng gói được team tiến hành vô cùng kỹ càng. K350 được cho vào ni lông bọc xốp ở đầu đàn, mang vào thùng và dán băng keo đầy đủ, tránh bung chóc thùng khi mang vác vận chuyển, mà còn giữ được vẻ đẹp hoàn hảo nhất của sản phẩm đến tay khách hàng. Mọi người cùng đi dạo phố với mình đến quận 7 nhé. Và team đã mang Kidman K350 đến tận nhà cho chú. Vậy là video về organ Kidman K350 hôm nay đã hoàn tất rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.